giờ là Diễm bắt đầu ăn cơm xong rồi thì cả nhà của mình đi bắt ba khía nha. Coi coi cuộc hành trình đi bắt ba khía nha cả nhà. Tiếp theo đi bắt ba khía nha cả nhà. Trời ơi con cá gì lóc bít hay gì ngọt quá vậy? Xem cá nóng quá. Ở đâu vậy em? Tiếp theo, tiếp theo. Chưa. Nãy giờ bắt được cái gì vậy? Trời ơi nhiều dữ vậy. Ngồi ba khía mà nó không có nghe ba khía là sao? Không hiểu rồi. Bắt ba khía này nha cả nhà. Đi đi dùng gian như đây thôi. Nhưng mà cũng có rồi đó. Anh bắt không? Nè. Đâu đâu từ từ. Trời ơi. Nhanh tay nha. Trời ơi, dính con ba khía. Vậy đó hả? Dạ. Thôi bây giờ có chị đi chung rồi bắt 100, ổ 100 ngàn ký thôi. Từ từ, từ từ, từ từ, có không? Có em nói gì chị nghe coi. Kể phải không? Dạ. Bọt phải không? Ở cái hội mua này mà. Để. Bắt 5 ký rồi sống được tần tần. Đem. Đây là gần nhà nè. Đó. Đâu một cái đèn rồi mấy chú ơi, đâu một cái đèn rồi. Thấy ham quá ha. Gọi vô đây con. Trời trời con ba khía nè. Rồi người ta bắt kìa. Hai tay năm con. Rồi hai tay mà năm con rồi đó. Mê quá ha. Này chừng 15 con ký quá. Một đêm là em ấy đi bắt 5-6 ký luôn á. Mà đi bên thuyền. Có luôn em. Cái mê quá á. Rồi xong rồi cái bán 200 ngàn một ký. Sáng Diễm sẽ quay cái con đường như vậy nè mình đi á. Con gì vậy? Rồi thò lòi thì bắt làm sao em? Rồi nó có chụp có xà di tròn vô để vô miệng em. Cái gì? Nó kêu bằng cái xà di á. Xà di hả? Yeah. Rồi ba khía này thì mình làm gì ăn ngon em? Một là làm muối, mắm ba khía, hai là gan me, gan bún rồi chị. Ăn như cua gan me vậy. Như cua ha. Dạ. Nãy cua chắc chưa? Chắc, chắc. Cái chú là bà thì đang múc không? Đúng rồi, đang múc. Lại đi. Đang quay trở về. Nó nhiều lắm rồi đó. Ở chỗ đây cái đất đường bờ đó cho đồng mình đi tham quan vậy đó, biết bắt ba khía. Bắt ba khía dễ. Dính không? Dễ không bắt cua. Dính nè. Kêu qua đây. Đi theo cái bờ thôi á. Đấy. Theo bờ thôi là có rồi ha. Không bắt được không? Không, coi không bắt. Đi, đi vô hai. Ở đây có đĩa, có dắt không nha em? Không, nước mặn không có à. Trời, con này con gì nữa nè? Con này con gì, con đinh không? Sam gì em? Con Sam. Em ơi em. Con này sao em? Con này sao? Nó chết rồi cho bà. Không sao. Sống. Bác thảy nó xuống đi con. Thảy xuống đi hả? Ờ thảy xuống đi con. Sao đâu? Đây tiếp. Em ăn rồi.
đi trên bờ vậy. Ở lúc đợt trước chị tới là đang múc cái này nè. Trên bờ cho nó khỏe. Con gì mà nhảy dữ vậy cha em? Hả? Thôi lòi hả? Thôi coi nè chị ba. Đây đây. Đúng rồi. Em nhìn may là biết. Hay quá ha. Thôi chuyên nghiệp. Bởi vì chị đi tới đây chị cũng yên tâm á. Em cứ như vậy đi. Cứ như vậy là phát triển, người ta sẽ thích. Cứ đi dài dài cái bờ. Đâu mớm? Đâu rồi? Trễ rồi. Ở vùng nước ngọt mình á, ở Cần Thơ á, thì cua thì mình bắt thục. Ở đây bắt bơi khía thì nó ra khơi khơi ở ngoài im ha, dễ bắt. Rồi đi tiếp theo. À đi bắt kiểu này là giống như là đi bắt nhái của ở Cần Thơ. À đây nè em. À không phải. Có chuối mà không có buồn. Vậy đây. Ok. Chú Ngọc đi sao con ơi, coi đi. Bắt đâu chú chị bắt này. Sao em? Bắt này. Đừng tới thôi. Ê, 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 cái bước bên này nè. Kìa, nó bò lên vậy đó. Hai con, ba con luôn. Rồi. Con bắt cái gì, bắt qua đây, bắt nè. Gái, gái. Thử vậy. Nè con khung xuống rồi, đi qua đây, đi vòng qua đây. Đây, cầm điện thoại đi chứ, Ngọc. Khung nghe té nha. Đâu con này, đây nè, ba khía đây nè. Kìa, ôi trời. Mạnh lên. Đó. Khoái khoái. Nè con. Còn con nữa kìa. Kìa. Ôi con bụng quá. Nhanh tay em được. Xíu nữa. Trời ơi con to lùng quá. Ủa. Em bẻ giò đó. Vậy hả, dính hả con? Em bẻ giò. Xô bắt một con nữa đi Xô. Kìa. Ngọc, dữ vậy ạ. Ngọc. Nè, bắt luôn. Con nó như nó nhỏ xíu à. Thôi bỏ nó đi. Rồi. Bỏ đi. Trời ơi. Ui, ba con luôn. Ui, ghê vậy. Quá trời luôn. Cái này nước ra vô hay sao em? Cái này buổi chiều đi đục hàng. Cái cống là gì không? Su su, mang bao tay su bắt thôi. Đi con. Thôi bắt thử không? Cái bụng con tao á. Bên đây là không được hả em? Thế này. Đi ra đi. Đi ra lỏ đi. Thôi hình như nó có đeo ở đây nữa nè. Rồi có một bạn đồng hương cùng bắt kìa. Anh đang bắt gì vậy? Đang bắt gì vậy em? Bắt lịch, câu lịch gì đó. À câu con lịch đó ha. Đang câu con lịch, câu như con lươn vậy đó, nhưng mà nó có bông hơn câu á. Mẹ con thấy là mẹ nên tháo cái ốp lưng ra. Ôi chị Xu, ở đây có cái nổ nè. Ủa nó vẫn nhảy cái tay mẹ kìa. Ai đặt cái ôm cho mẹ xem rồi. Đi con này cắn không có độc. Vậy hả? Rồi em không có bắt nó hả? Một em gắn kìa. Ở đây gắn nhiều quá. Em ơi ở đây gắn nhiều quá em. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Đi đi con. Cái này nè. Đi đâu? Mấy cái cỏ rau nhiều rau sam này. Cây gì mà tốt dữ vậy nè.
chuyên nghiệp chưa? Chuyên nghiệp chưa? Nó kẹp. Nó kẹp. Mùa hè đỡ. Hả? Mùa hè này khách đỡ. Mùa hè á ha. Mấy đứa này đi chắc về đợt này về vô học đó rồi. Đúng rồi. Đợt cuối đó. Hôm nay có đi ra Bắc rồi chơi chưa chị? Không, không có đi ra Bắc. Mình vòng miền Tây gì đâu rồi. Đúng rồi. Cái này chừng nữa mình làm gì cái bờ này nè? Bờ này bờ ganh đúng không? Ganh thôi hả? Ganh đất của họ nhà này nhà kia. Mở ganh lớn dữ vậy? Nguyên khu này là 7 hộ có đăng ký. Là có 7 cái dịch vụ ha. Cá bóng kèo. Coi coi nó ra làm sao vậy? Bỏ vô thôi. Bỏ vô nó dậy. Banh sát. À con cá bóng cát. Dạ bóng cát. Thả rồi. Thả ha. Dạ thiên nhiên đi. Cố lắm tiếp. Để cho nó đi. Cô cầm cái thôi. Để nó. Kìa kìa mấy em đeo đeo nhỏ nhỏ. Ha? Con nhỏ. Con nhỏ nhỏ. Kìa con này mày bự nè. Kìa 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 ngọc ngọc ngọc. Chụp nổi không? Nằm xuống. Cầm điện thoại cho hư điện thoại em ạ. Được không? Ôi nó gãy càng nó rồi. Gãy càng cho vậy. Bây giờ đi con gái. Để chú cầm cho. Cầm hết. Rồi như thế là cầm nặng quá. Trong đó cỡ mấy ký vậy em? Dính tao. Dạ, ký ngoài. Ký ngoài ha. Nhìn nó nhiều ha. Nào cây quê ha. Vừa mới khen chuyên nghiệp cái hùng. Quê được có khen. Làm sao? Vừa mới khen chuyên nghiệp xong cái giống như trong trong đó thôi cô em phá ra đi. Cóc kìa. Ô, bay cóc kìa. Diễm Ngọc 8 điểm ảnh anh nha. Đây rồi ngắm cảnh nha chú. Ủa sao ít quá vậy? Quay về đi mới con xíu à. Là đó một ký mấy rồi đó. Đúng chuyên nghiệp nhìn thấy là có nó là biết liền ha. Mình nhìn không kịp. Có anh chị em nào về Cà Mau đất mũi ha, kinh doanh không? Đó. Ai mà tịnh tâm rồi đó, thanh tịnh rồi mới về đây được đó. Đây nhẹ nhàng lắm. Không có bôn ba bôn chen gì hết á. Đó, cứ bắt tối bắt ba khía. Không thôi bắt cá bóng. Gắn cũng nhiều lắm á cả nhà. Đường này đường xe lộ nè. Đó, xe Honda đi á. Trời ơi, ba khía quá trời nhiều luôn. Trong một chiếc xe. Không đó, không đi bắt ba khía chuyên nghiệp luôn rồi. Rồi. Xong. Một cuộc hành trình đi bắt ba khía. Gì vậy con? Dễ diện gái. Coi đây có không? Chắc có. Chắc có. Có rồi đó, nằm rồi đó, nằm rồi đó. Có rồi đó. Chỉ có ăn xong mà đi cái đó tự nhiên sốc sốc cái gì mà. Cái bẫy này là bẫy bắt cua nè cả nhà. Bẫy bắt cua. Bẫy bắt cua. Trời ơi, được con lớn luôn ha em. Trời ơi, con nó mập quá kìa. Đang đổ vô. Kết thúc hành trình. Kết thúc hành trình. Trời ơi, mấy con tao đụng con à. Cái nè. 200 ngàn một ký nha. Nãy giờ Diễm đi bắt được một ký mấy, 200 ngàn, hai mấy trăm rồi đó. Nhà đi cùng nhau đi bắt ba khía rồi, chắc được ký mấy quá. À, tối á cả nhà mình đi bắt ba khía là ở mấy cái vùng gian này nè. Đó, vùng gian này nè. Nó bò khơi khơi trên rồi cái mình đi chụp thôi à. Còn cua ở miền Tây, ở nước ngọt, ở Cần Thơ mình nó thì phải thụt vô hang. Còn đây ba khía nó đậu khơi khơi ngoài. Đó, mấy cái vùng gian đó đó, mấy cái cống đó hồi tối.
Dạ. Coi thử cái tấm hình sao ba kia coi nó đẹp không? Dạ dạ. À con quay clip hả chứ không có chụp. À vậy hả? Quay clip không à? Chú có còn thiếu không? Vô đó chụp. Không được. Đi bắt công gì đó nó không.